Đây là hai em chị Yến. Alo. Dạ. 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 79 nha. 29 là niền không số. Dạ hai. Dạ một cặp không? 79 là niền không số thôi. Còn 10.000 đó là đừng chịu đi xem ạ. Dạ chiều chiều hôm nay trưa nay hàng nó mới về, chắc chiều có 2,5 triệu một cặp. Dạ, chiều chiều anh gọi lại cho. Ba triệu hai. Dạ giống nhau. Ủa anh xài xe anh là cái nén đầu vây hả? Dạ, dạ cái đầu vây thì còn hai cái. Dạ cái bẩn với 78 với cái nhín xài chung được nhưng mà khác mẫu, nhưng mà hiện tại em vẫn có hai mẫu khác nhau, vẫn còn cái mẫu 79. Vàng trắng hay vàng nó chơi giỡn như nè, vàng nó lắc sắc dạ lắm, còn bài tao bị lười. Chiều em gọi lại cho, dạ, chiều niều về em gọi lại cho. Dạ, anh xài Zalo không vậy? Dạ, anh nhắn qua Zalo giùm em mà coi hình cặp niền với lại cái bẩn đi, nhắn qua Zalo giùm em. Dạ, anh nhắn qua Zalo giùm em là cần coi cái niền, cái hình cái niền với cái bẩn. Dạ, để nó trồi tin nhắn lên là có gì chịu không cho hình cho anh. Được, bán vô kèo thơm. Báo giá trên trời cũng chơi luôn. Báo giá trên trời cũng chơi luôn. Ừ. Nè mua 45k một cặp. Mà kiếm trang tao cái tử. Sao nó chốt kỳ vậy? Không, nó từ từ nó chốt ra. Có xem cái đó. Ngày 31 tháng 8 là tổng cộng 30 347 đô. Ngày 30 tháng 9 85 đô. Ngày 40 85 đô. Mình lấy chốt từ ngày 30 tháng 9 hả? Là biết đâu. 30 tháng 9 85 đô này là 40 85 đô này. Cái tháng 8 là nhiêu? Không biết. Thôi nói coi. Thôi chứ nào. Đang thể trong cái danh sách. Anh mới đọc cái thầy đó. Dạ, có ba cái à. Nào em gì vậy coi cái coi cái thằng tám chết nhiều mình chốt còn thấy thằng tám chết ngày mấy, chốt đầu tháng đúng không, 30 tháng 8 hả? Ấy là cái chốt của anh là nó chốt cuối tháng hay đầu tháng? Thường thường thấy 15 tay chốt, 16 tay nó chốt. Nhưng bây giờ mới ngày mùng năm mà. Thì nó đợt rồi nó phải chốt chứ. Ừ. Đúng không? Chốt Bữa tao nói mày cái tài 1 tháng hơn rồi, bữa tao về quê á, tao 85 đô được rồi rồi. Alo. Dạ. À. À, chập lái hả? Dạ, 350. Dạ. À, ngày 7 tháng 9 nó chuyển 200 mấy rồi.
Xe xe gì vậy anh? Sam xe gì? 81 200 cái. Em có điện thoại, anh gọi Zalo, nó có điện thoại. Zalo. Dạ đúng rồi. Dạ. Dòng 8 lô đó chị ra tiệm xíu xe chị mua. Chứ cần gì mua ở đây, có công. Chỗ nào cũng được, chị cứ ra tiệm xíu xe chị hỏi. 78 này chị gắn bình xăng 81. Chị nói là gắn bình xăng xe cấp, bình xăng lô thì gắn bình nào cũng được. Dạ. 200-300 nữa. Ra tiệm nó báo giá. Bình xăng lô chị, tại vì chị nói với bình xăng 78 nó không không có là đúng rồi. Chị nói là giờ bình xăng của chị bị hư, muốn thay một bình xăng mới vô cho xe chạy ngon, thay bình nào cũng được, là tự nó thay cho chị. Dạ bình nào cũng được đó.